Rồi, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán xe ô tô cũ của em nha. Hiện tại bên em đang mới vừa về luôn ha, mới vừa về còn một con Thaco Photon đời 2009 nha. Xe còn rin 100% luôn mấy anh chị ơi. Xe còn cực kỳ rin luôn nha. Xe này rin nguyên bản luôn ha, mới chạy mới có 45.000 cây số thôi nha. Sơn rin còn 100% luôn nha mọi người. Sơn rin còn 100% luôn ha, đồng rất là mỏng nè. Mọi người xem nè, vết chạy của nó nè, đồng rất là mỏng luôn nha, sơn rin 100% luôn. Mới chạy có 45.000 km thôi nha. Cho nên em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe này gửi đến cho bà con cùng tham khảo chiếc xe này nó còn như thế nào nha. Nói chung là con xe này là rin nguyên bản từ đầu tới đuôi là 100% luôn ha. Mới chạy tổng km của nó là 43.000 mấy trăm cây đó, em nói là 45.000 luôn ha. Đó, sơn rin con này thì em sẽ quay tổng thành chiếc xe để cho bà con cùng xem nó rin đến cỡ nào nha. Đây ha, đây cái này bà con thấy không, nó chạy nó còn giữ nguyên bản luôn nha, còn rất là rin luôn, sơn rin 100% luôn, chưa dòng tuốt. Xe này thì cam kết cho mọi người là không có đâm đụng nha. Đây bằng cabin ha, đây cái sàn còn rin nguyên bản luôn nha mọi người. Anh chị em để phân biệt cái sàn rin hay là cái sàn mà người ta lót rồi thì bà con xin chú ý một số vấn đề như sau nè ha. Nếu mà sàn rin á là nó có mấy cái vân này của nhà máy nha bà con, nhà máy người ta in á, cho nên là nó có những cái vết vân này ha. Đây ha, sàn rin nguyên bản luôn, chưa rách chưa có đụng chạm đây ha, sơn rin 100% luôn, ngóc ngách ha. Dây điện nè bà con, nhìn cái dây điện của nó nè, dây điện cực kỳ mới luôn. Đây ha, mấy ngóc ngách nè, chưa có con xe nào mà đời 2009 mà nó rin còn cực kỳ rin như con này nha bà con. Giá em cần ra đi con này là 89 triệu nha, giá 89 triệu, đời 2009 nha. Xe trọng tải của nó là 1 tấn 25 nha mọi người, 1 tấn 250 kg nha. Xe còn rin nguyên bản ha, chưa có đụng chạm gì gọi là sơn sửa hoặc là dặm tốt hay là làm tất cả cái vấn đề gì nha mọi người. Xe còn rất là rin nguyên bản luôn ha. Chưa bao giờ mà em đi mua xe, chưa bao giờ mà đụng được một con chiếc xe tải Trung Quốc tầm tiền mấy chục triệu mà nó rin tới mức độ này nha mọi người. Trời ơi, cái bọng dè nó rin nguyên bản luôn ha. Xe này em mới chỉ rửa sơ qua thôi nha mọi người, mà rin ha, rin cực kỳ rin luôn nha mọi người. Bà con nhìn nước lên sơn rin của nó nè, bọng dè chưa bao giờ cái bức bệ bước lên này nè, chưa hề có gọi là xét hay là mục mọt nè, sơn rin 100% luôn ha. Con này rin cực kỳ rin luôn ha, táp bi nó nè mọi người, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ nổ máy cái máy sáng giới luôn để cho bà con cùng xem cái máy nó như thế nào nha. Nè, cống này là ống gió đi lên, trời ơi nó rin nguyên bản luôn ha. Xe này là còn cực kỳ đẹp luôn ha, máy móc khá là đẹp, khá là khô ráo luôn ha. Thùng sàn đẹp, thùng sàn con này khỏi phải chê luôn ha. Sàn sàn sắt sống nha, rất là đẹp luôn ha. Đây ha, sắt xi nè mọi người, sắt xi nè, sắt xi zin nguyên bản luôn nha. Con này nói chung là từ đầu tới đuôi là chưa có gọi là một giọt sơn ngoại nha mọi người. Đây ha, sơn rin luôn nha. Đây ha, bọng dè nó hơi bị gắt tí này ha, một chỗ này nha, nhưng mà không vấn đề nha. Sơn rin dè còn 100% luôn ha. Vỏ lớp con này thì còn được khoảng 80-85% nha mọi người. Xe còn khá là đẹp nha, bọng dè còn khá là đẹp, sexy nè. Đó, sexy bà con nhìn thêm nha. Con này nói chung là rin nguyên bản luôn. Em sẽ mở cái cục máy lên cho bà con cùng xem nó rin đến cỡ nào nha. Đây ha, phần trần nó nè, trần nó nè, nỉ rin luôn nha, nỉ rin nguyên bản của nhà máy luôn nè. Nó hơi dơ nha mọi người, xe em chưa có gọi là tẩy rửa gì luôn, em mới chỉ có rửa sơ qua nước lạnh thôi nha. Mà con này rin cực kỳ rin luôn. Chưa bao giờ mà em đi mua xe mà sở hữu được ngay có một chiếc xe tải mà nó rin đến cỡ này ha. Xe du lịch đó, xe hơi thì có rin thật sự ha. Còn những cái con tải mà cái dòng tải nhỏ này mà nó rin cỡ này là hơi bị hiếm nha. Nó chạy mới chỉ có 43.000 mấy trăm cây thôi nha mọi người. Trời ơi, sexy nè, sexy còn rin nguyên bản luôn nha, rất là đẹp nha. Xe này máy cực kỳ khỏe luôn, máy có turbo nha mọi người, máy cực kỳ khỏe ha, thùng sàn đẹp lắm nha mọi người, mọi chức năng trên xe còn hoạt động tốt nha. Sàn này mọi người, bà con cùng xem cái sàn như thế nào nha. Đây ha, thùng zin nguyên bản luôn, thùng của nhà máy luôn nha mọi người ơi.
Đùng này là của nhà máy nó đóng luôn nha, nhà máy Thaco của Dường Hải nha mọi người. Xe zin sexy đẹp, rất là tuyệt vời luôn ha. Cầu số không có một miếng gọi là xì nhớt nha. Cái bánh scoo thì em đã tháo bỏ vô trong kia nha mọi người. Có scoo có đầy đủ hết ha. Vỏ lớp còn rất là đẹp nha. Em sẽ quay chi tiết từng tặng cái con này cho bà con cùng xem nó như thế nào nha. Tường tặng con này luôn ha. Sơn zin, tem zin nha. Sexy không gãy, không một mọt, chưa có một gọi là một giọt sơn ngoại nha mọi người ơi. Chưa một giọt sơn ngoại ha, cái thùng còn rất là đẹp ha. Giá em cần ra đi là 89 triệu ha. Tuy đời thấp nha, nhưng mà xe nó rin. Xe cực kỳ rin luôn. Cái này là dính sơn nha mọi người. Người ta chở sơn á, nó dính sơn nha. Xe chạy mới có 40 mấy ngàn cây số thôi ha. Chưa bao giờ thấy con xe tải nào mà chùm mền như con này luôn. Xe cầu số nó cực kỳ tốt nha. Cầu số nè bà con, bà con cùng coi nè. Cái cầu nó nè, cái cầu chưa gọi là một, có một giọt nhớt nha. Em quay phía hướng phía này nó hơi tối nhưng mà cái bô sáng giới luôn nè. Cái bô rất là sáng luôn ha. Đây ha, sexy con này cực kỳ luôn. Nhíp nè còn zin nguyên bản luôn ha. Chưa gọi là lên hay là làm bất cứ một thứ gì ha. Vỏ lớp con này còn đẹp, khá là đẹp ha. Đây, bọng dè rồi nè mọi người. Bọng dè bà con coi nè. Rin nguyên bản luôn nha ha. Rin cực kỳ rin luôn. Đó ha. Sơn rin nhìn phát là biết liền nha mọi người. Để bà con mà phân biệt được cái sơn rin hay là tem rin bà con nhìn nha. Đây ha, tem rin nó nè. Tem rin nó rất là sắc nha mọi người. Nó rất là sắc và nó rất là mỏng nha ha. Cái đường nét của nó rất là đều ha. Đường nét của nó rất là đều vào. Chỉ văn của nó rất là sắc nét ha. Xe này hiện tại là em chưa có bát luôn nha mọi người. Chỉ có rửa sơ nước lạnh thôi ha. Mà nó đã đẹp đến cỡ này rồi ha. Những anh chị em nào thật sự mà mình đã xài xe, mình đã biết được xe rồi á, thì mới nhận biết được những con xe nào nó rin nguyên bản nó như thế nào ha. Còn những anh chị nào mà chưa biết á, thì mình cùng nhau mình tìm hiểu nha. Rồi đừng vội đánh giá con xe này. Ồ sao đời 2009 mà giá nó tới là 89 triệu, giá nó hơi bị cao. Nhưng mà thật chất không phải cao nha. Xe còn rất là rin. Cho nên cái mức giá nó mới có, nó mới cao như vậy nha. Để sở hữu được những con xe mà xe tải mà rin cực kỳ hiếm luôn nha mọi người. Rất là hiếm nha. Cho nên bà con cứ yên tâm nha. Xe này em bao chạy nha mọi người. Xe này máy nó khá là mạnh nha. Sơn rin 100% luôn ha. Đèn này là rin nguyên bản 100% luôn, chưa có bát nha. Bát ra là nó sẽ sáng nè. Cụm đèn xi nhan nè mọi người. Cụm đèn xi nhan đến nỗi mà còn rin nguyên bản luôn nha. Đây nè. Sơn rin nè. Đây nè. Đây ha, đây là cabin đây. Em sẽ lên trên phần máy, đề máy cho bà con cùng nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào nha. Đây. Rồi nha, em sẽ lên cái phần cabin đề máy lên cho bà con cùng nghe và mở cái máy lên cho bà con cùng xem cái máy nó còn mới, cực kỳ mới như thế nào nha. Để cho bà con cùng xem nha. Để cho bà con cùng xem nó mới như thế nào nha. Mọi chức năng trên xe hầu như là còn rất là đẹp ha. Đây ha, đó, km của nó là khoảng 43.267 cây số nha mọi người. Xe còn rất là đẹp luôn ha. Rồi em sẽ đề, đó, máy quạt có luôn nha mọi người. Có máy quạt đây ha. Xe này thì không có máy lạnh nha. Xe thì không có máy lạnh nha. Con số rất là nhẹ nhàng luôn mọi người ơi. Đó, máy khá là êm, trời ơi. Còn cực kỳ đẹp, máy còn cực kỳ tốt luôn ha. Chưa thấy con nào mà nó xe tải mà rin như con này nha. Đây ha, phần tắp bi, tắp lô nó nè. Đây là nó bị phần bị nứt nha mọi người. Bị nứt, bị rách nha. Nhưng mà không có vấn đề gì nha mọi người. Từng cái con ốc, từng cái đinh tán của con này hầu như là còn rin nguyên bản nha. Đó. Đây ha, bùi số rin luôn nha. Chưa có gọi là thay thế, chưa có gọi là làm bất kỳ một cái gì nha mọi người. Xe trời ơi còn rất là đẹp luôn nha.
Đây ha, đây nè, cái sàn riêng nó là có những cái văn này nha mọi người, bà con để ý nha. Đây ha, cái văn riêng của nhà máy nha. Đây ha, nè bà con nhìn cái xe nè, đường dây điện nó còn mới cỡ này cơ mà. Đó, dây điện này bị dơ nha. Đây ha, rất là mới luôn nha, còn rất là mới ha, những cái ngóc ngách nè bà con ha. Coi cái chân ga của nó nè, chân ga xe nè, đó chân ga nè, chân con và chân thắng nè. Đây, trời ơi, còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi em sẽ mở cái máy lên cho bà con cùng nghe, cùng soi cái máy nó như thế nào nha. Để em nói mà chưa có kịp soi máy, bà con cùng nghe cùng xem nó như thế nào nha. Rồi ha, em sẽ để máy quay ở góc này và xin bà con thông cảm ha, vì quay con mình nó hơi cực tí nha. Máy con này còn khá là đẹp ha, máy có turbo nha mọi người, máy còn cực kỳ đẹp, còn cực kỳ mạnh luôn ha. Máy mới chạy có 43.000 thôi ha, 43.000 km nha, cho nên là bà con cứ alo sớm cho em chốt cọc con này nha. Đây ha, máy turbo, máy khá là êm nha, máy nó nghe cực kỳ mạnh luôn. Máy còn cực kỳ đẹp luôn nè, bà con nhìn bọng dè nè ha, từng con ốc chưa có gọi là, chưa có dấu hiệu là mở ra luôn nha mọi người, chưa có dấu hiệu mở ra luôn ha. Đây đây đây, son nè, con xem nè, cabin nè, rất là đẹp ha. Riêng cái con xe tải này là tính tới thời điểm này là em sở hữu con xe tải là riêng nguyên bản từ đầu tới lúc mua bán xe tới giờ ha. Riêng cực kỳ riêng luôn ha, máy còn sáng chới luôn mọi người ơi. Đây nè ha, đến nỗi cái cây turbo này mà còn sáng đây nè, riêng nguyên bản luôn nha mọi người. Máy ha, máy nghe cực kỳ im. Giá cần ra đi là 89 triệu ha. Rồi em sẽ kết thúc cái video qua đây nha mọi người. Mong được sự ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình của quý anh chị em bà con ha. Và nếu mà anh chị em bà con nào thật sự thích cái con này á, thích một con xe tải riêng như thế này á, thì nhanh tay chốt cọc cho em con này nha, để sở hữu ngay chiếc xe tải này nha mọi người. Xe tải còn cực kỳ đẹp luôn ha. Bà con đừng quên đăng ký kênh ha, rung chuông để nhận được những cái video em giới thiệu về tất cả các dòng xe nha. Và bên em có mua bán ha, trao đổi tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha. Anh chị em bà con nào có cái xe nào á mình cần trao đổi thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha mọi người, để có giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt cho anh chị em bà con nha. Mấy con này rất là đẹp ha. Rồi em sẽ kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Xin chúc anh chị em bà con có một ngày làm việc hiệu quả và có thật nhiều sức khỏe nha. Nhớ đón nhận những video tiếp theo của em nha mọi người. Rồi em xin chào tất cả bà con nha.